Dạ em xin kính chào cô bác anh chị và các bạn. Buổi chiều hôm nay rất hân hạnh lại được gặp cô bác anh chị và các bạn cùng với em đi cập nhật đường phố Đà Lạt. Ngày hôm nay là ngày 29 tháng 11 năm 2021. Bây giờ là 14 giờ chiều. Em đang có mặt ở trên khu vực ấp Ánh Sáng. Trước màn hình quý vị và các bạn, đây là một số khu vực chợ tự phát của bà con ở trên khu vực đầu đường Ánh Sáng. Và trong tình hình mới hiện nay thì dịch bệnh mấy bữa nay thì cũng căng thẳng quý vị. Đây là một dãy ban đêm thì rất là nhộn nhịp, có những quán sữa đậu nành ở phía đầu kia thu hút rất là nhiều khách du lịch. Nhiệt độ ngày hôm nay ở ngoài trời đo được là 19 độ C, khoảng 66 độ F. Và hướng này thì em sẽ về với con đường Bà Triệu. Chúng ta sẽ đi lên con đường Trần Phú. Chiều hôm nay em xin kính mời quý vị và các bạn cùng với em, chúng ta sẽ đi lang thang cập nhật tình hình một chút xíu và một số địa điểm. Ngày hôm qua thì đã truy vết. Đây thì giăng dây rồi nè. Quán sữa Dung Béo thì em nhớ từ hồi cách đường tuần tới giờ thì bị hai lần rồi. Xe cấp cứu thì chạy liên tục. Dạ, buổi chiều hôm nay thì có nắng lên, sáng đến giờ thì mưa tầm mưa tả. Mấy bữa nay các cửa hàng buôn bán trên địa bàn thành phố Đà Lạt thì đang trong cái cảnh ế ẩm, ảm đạm khi mà không có khách du lịch. Buổi sáng hôm nay thì có thêm 21 địa điểm có nguy cơ mới nữa quý vị, và nhiều nhất ở Đà Lạt và khu vực Bảo Lâm. Hiện tại thì người ta đang truy vết ở một số nơi trên địa bàn. Dạ, quán cà phê Nhật Nguyên này thì họ mới sửa lại một cái view, thì chúng ta có thể là nhìn toàn cảnh ra phía trước bộ hồ Xuân Hương. Khi mà màn đêm buông xuống thì những ánh đèn lấp lánh ở đằng kia, đặc biệt là view này, thì chúng ta sẽ thấy nhà hàng Thanh Thủy màu tím nằm ở bên góc bờ hồ bên kia. Dạ, mấy bữa nay thì mưa liên tục, mưa cả 4-5 ngày hôm nay. Thì buổi chiều hôm nay thì em mới thấy có ánh nắng mặt trời, nắng lên cho nó ấm bớt, chứ cứ mưa miết như thế này thì không khí bầu trời nó cũng buồn quý vị. Các cô bác anh chị và các bạn lớn tuổi thì có thể là đi bộ ở đây rồi có thể là ngồi nghỉ ở những cái vị trí như thế này. Trước đó thì họ đã mở rộng con đường này ra và chặt bớt một số cây thông ở khu vực này để mà làm cái hành lang đi bộ. Trước đây đoạn này nhiều cây thông lắm, có những cây bách tùng cổ thụ. Và buổi chiều hôm nay thì cảnh vật thì vẫn như vậy. Đối với một số cô bác anh chị và các bạn sinh sống ở Đà Lạt thì chắc chắn rất là nhiều kỷ niệm tại khu vực này. Đối với những cây mai anh đào thì thời điểm này thì chúng bắt đầu thay lá. Nhân đây thì em cũng xin kính chúc quý vị và các bạn có một buổi chiều thật là an lành trong mùa dịch này. Ở bên tay phải của em thì con đường Trần Hưng Đạo, năm xưa đó là con đường Lê Thái Tổ. Không biết tình hình nơi sinh sống của quý vị và các bạn như thế nào? Em đang đứng ở trên con đường, chúng ta đi lên khu du lịch Cáp Treo. Có một số chúng nở ra một cái màu hồng rực và một số cây thì đang chĩu xuống mặt đường. Mùa này là mùa các loài hoa nở bông trên khắp nẻo đường. Có những chùm mà quý vị và các bạn thấy nó nặng, xong rồi nó chịu mình xuống luôn này. Hiện nay thì các khu du lịch đã mở cửa trở lại rồi quý vị.
cũng như là một số quán cà phê thì cũng đã đều mở cửa. Bây giờ lên Đà Lạt á, cũng không có thủ tục rườm rà như là đợt trước nữa, thành ra là cũng bớt đi một phần nào đó khi mà mình có thể là mình đi chơi, nó được thoải mái hơn. Khu vực này còn có tên gọi là khu đồi Robin. Ở đây nằm trên một khu đồi cao, nơi mà người ta lựa chọn để đặt tuyến cáp treo đi về Hồ Tuyền Lâm đó quý vị. Ở đây có hai bạn chụp hình ăn ảnh ghê chưa. Khi mà đứng ở bên những bụi hoa hồng như vậy thì thường thường là nó sẽ rất là ăn hình, ăn ảnh. Quán cà phê Bùi Văn Ngọ nằm ngay khu vực đầu đèo Prem, nơi chúng ta có thể là dễ dàng kiếm được một cái góc nào đó với khung cảnh thiên nhiên núi rừng, bên cạnh là đẹp Prem chạy quanh co uốn lượn qua những sườn đồi. Khi mà đến với thành phố Đà Lạt thì chúng ta sẽ vượt qua 10 km đèo Prem để về tới thành phố Đà Lạt. Thành phố để lại cho rất nhiều người những kỷ niệm khó quên. Khi mà rời xa trung tâm thành phố, trước đó thì em cũng cập nhật một số thông tin về dự án chuẩn bị mở rộng đèo Prem, mất đi vẻ thơ mộng và đặc biệt là những cây thông cổ thụ mọc ở hai bên đường. Trước kia mà lên đèo Prem thường chúng ta sẽ thấy những làn sương mù bao phủ mờ mờ dăng dăng qua những ngọn cây như thế này. Con đường này đúng là một khu vực để mà chúng ta tránh xa khói bụi của thành phố, bởi vì nơi đây nó rất là yên tĩnh luôn á quý vị. Xung quanh thì chỉ nghe thấy tiếng thông reo thôi. Hai bên đường thì có những cây hoa cỏ, đặc biệt là những cây hoa xuyến chi mọc ven đường lối mà chúng ta đi lên căn biệt thự. Có thể nói là những căn biệt thự này thì đều được xây vào năm 1956. Một chú heo rừng trông thật là đáng yêu. Ở đây thì người ta nuôi cả heo rừng nữa quý vị. Những quán cà phê đẹp tại khu vực phường 3 của thành phố Đà Lạt hiện tại thì cũng rất đông các bạn từ các huyện như là huyện Đức Trọng này, Di Linh này, rồi Lâm Hà vân vân. Đây cũng là một địa điểm uống cà phê cũng khá là thú vị, bởi vì chúng ta có thể là cảm nhận được không khí thiên nhiên yên tĩnh ở nơi đây. Chắc chắn cô bác anh chị và các bạn sẽ rất quen thuộc, đã rất quen thuộc với hình ảnh những cô bác anh chị và các bạn bán hồng giòn ở dọc đèo Prem. Khi mà khách du lịch đi lên Đà Lạt thì có thể là ghé tới để mà mua hồng. Và với những cái ngoắc tay quen thuộc. Và bây giờ là cuối mùa hồng rồi đó quý vị. Là chúng ta nhìn thấy những quả hồng nó cũng hơi chuyển sang màu vàng. Trước đây thì cũng không có đông bà con mình bán cho lắm, bởi vì mưa. Và bà con mình sẽ bán cùng với các loại dâu tây. Đó, dọc con đường đi vào Hồ Tuyền Lâm thì em thấy là rất nhiều cây hoa giả quỳ đỏ bông vàng ươm hai bên đường.
Hoa này thì cũng có nhiều cô bác, bà con hay gọi là hoa cúc quỳ. Những bông hoa đung đưa trong gió, những tia nắng yếu ớt sau những cơn mưa. Nắng lên xua tan lạnh giá của mùa đông. Nước ở đây đổ rất là mạnh luôn á quý vị. Đứng ở đây mà còn nghe thấy tiếng nước chảy sập sình. Lượng nước đổ về rất là lớn, giống như là một cái thác vậy đó. Đây cũng chính là địa điểm thu hút rất là nhiều các bạn trẻ vào đây. Khi mà nơi đây thì vẫn còn phong cảnh hoang sơ của núi rừng. Và trong kia thì có một cái con suối cũng rất là thơ mộng. Đứng ở đó thì có thể là cho ra những bức ảnh đẹp. Nhiều bạn chụp hình cưới cũng hay ra đây đứng để mà chụp hình. Mỗi khi mà tới dịp cuối tuần thì rất đông. Để đi qua một cái cầu nhỏ bắc ngang qua một cái con suối như thế này, phong cảnh nó rất là đẹp, thì em sẽ phải băng qua một cái con đường mòn như thế này. Khi mà hai bên thì cỏ đã ngập tới quá đầu gối. Và trời mưa ở đây rất là sình luôn á. Em nghĩ ở vị trí này thì cũng ít người biết. Bởi vì khi mà những cái cây cỏ nó mọc cao quá đầu gối như thế này thì người ta sẽ khó biết được đâu là lối để đi vào. Bây giờ thì em sẽ vượt qua cái đoạn đường sình ở đây. Quý vị và các bạn thấy ở khu vực này chụp hình đẹp không? Rất là đẹp luôn ha. Có thể là đứng ở mấy viên đá dưới này để mà chụp hình. Một số anh chị ra đây để coi mấy bác này đánh cá ở khu vực này. Nhưng có một cái thác nước ở đây thì mấy bạn tranh thủ làm cho mình những tấm ảnh đẹp. Góc này thì rất là đẹp luôn á. Có thể là nhìn thấy mấy tầng thác đang chảy xuống. Một số bụi hoa xuyến chi hướng thẳng ra khu vực hồ Tiền Lâm. Và buổi chiều hôm nay thì hồ Tiền Lâm rất là đẹp, yên ả và yên bình. Một buổi chiều không quá gió. Mấy cô bác anh chị và các bạn đi du lịch cũng hay ghé qua đây để mà hít thở không khí trong lành, cũng như là ngắm cảnh đẹp thiên nhiên. Và phía trước màn hình quý vị và các bạn, đây là quán cà phê Pini. Quán cà phê này thì chúng ta sẽ hướng ra hồ Tiền Lâm, một cái view có thể nói là hết sức là tuyệt vời luôn á. Bên kia đó chính là núi Voi, còn ở vị trí này đó là khu vực núi Phụng Hoàng, đều hướng ra hồ Tiền Lâm. Một trong những đập tràn ở khu vực hồ Tiền Lâm này quý vị và các bạn, khi mà nước nó đầy thì nó sẽ tự động nó chảy về khu vực dưới này. Họ sẽ làm từng tầng một á, để mà cho nó giảm lực nước khi mà nó chảy về. Đà Lạt mùa này có thể nói là trăm hoa đua nở luôn á. Đâu đâu thì cũng có hoa, ngập tràn hoa cỏ. Ở đây là những cây hoa hồng dại quý vị. Cây này thì được người ta trồng ở đây lẻ loi,
chỉ có một mình cây hoa hồng dại này nằm ở vị trí này thôi. Còn đâu đó thì em thấy rất là nhiều cây hoa xuyến chi. Nghe tiếng nước chảy róc rách vui tai. Vị trí này thì cũng là một cái địa điểm để mà chúng ta khi mà căng thẳng á, thì có thể là đến đây để mà thư giãn. Nếu mà ngồi nghe nước chảy như thế này thì cũng trong lòng mình cảm thấy nhẹ nhàng lắm. Khi mà dòng nước sẽ từ từ nhẹ nhàng chảy về phía đằng kia, nơi mà nước nó sẽ qua những cái bậc cầu thang. Không ít người đã từng hẹn hò tại thành phố này, đã nên duyên vợ chồng với nhau. Nếu như mà quý vị và các bạn thuê thuyền con vịt thì chúng ta có thể thuê tại vị trí này. Đà Lạt có những con đường quanh co như vậy thì đó là một cái nét đặc trưng rồi. Và đặc biệt hơn nữa đó là mùa hoa dã quỳ, thì có vô số những bông hoa dã quỳ khoe sắc rực rỡ bên đường. Và chúng thường nở thành bụi ở khu vực ngoại ô của thành phố Đà Lạt. Quý vị và các bạn thân mến, ở đây thì điều mà làm em hết sức là bất ngờ đó chính là một khu vườn. Đây là một cánh đồng hoa xuyến chi đang ra những bông hoa trắng nhụy vàng. Khu này có thể nói là nó cũng khá là rộng luôn á. Thì thường á, có những bạn hay ra đây để mà chụp hình. Người ta làm một cái đường mòn nhỏ nhỏ để chúng ta đi vào chụp hình đó quý vị. Bạc ngàn. Trời, có thể nói là bạc ngàn luôn á. Rất nhiều những bông hoa. Nhỏ li ti li ti. Và phía đầu kia mới nhiều kìa. Khi mà trời bắt đầu nắng lên thì chúng ta sẽ thấy rõ hơn những bông hoa, bởi vì chúng nổi bật trong ánh nắng. Và tới đây thì em cũng xin được nói lời tạm chia tay đến quý vị và các bạn. Xin được chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là bình an. Em xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong clip sau trên kênh Cuộc Sống Đà Lạt. Xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều đã cùng đồng hành với em qua video clip này.